xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 7 tháng 5 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc Vận trình công việc của tuổi tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông thuận lợi con đường công danh rộng mở, tuổi tí chỉ cần tập trung vào các kế hoạch hiện tại thì sẽ tìm được cơ hội để chuyển mình. Chỉ cần cố gắng hết mình và kiên trì tới cùng thì sẽ sớm đạt được những kết quả như mong đợi. Tình cảm Vận trình tình cảm chứa đầy bất an, còn giáp này có xu hướng tự suy tự diễn, dễ cáo gắt và ghen tuông vô cỡ nên khiến mối quan hệ tình cảm trở nên căng thẳng. Nếu như người trong cuộc biết chia sẻ, quan tâm tới cảm xúc của nhau hơn thì sẽ tránh được những sự đổ vỡ đáng buồn. Tài chính, vận trên tài lộc rực rỡ, con giáp này không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm đầy tủ tiền của mình. Cẩn trọng, chủ quan, thiếu tỉnh táo, tạo điều kiện cho tiểu nhân gây họa tội giáp tý nếu không muốn đau đầu thì đừng lo chuyện nhà người khác tuổi bính tý chuyện tình cảm trải qua nhiều buồn phiền tuổi mậu tý số vất vả chuyện gì cũng đến tai tuổi canh tý thường xuyên mất ngủ mà không rõ lý do tuổi nhâm tý đề phòng có kẻ tiểu nhân tiếp cận con số may mắn số năm số 20, màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Đêm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám khiến con nhấp này làm việc gì cũng gặp cản trở. Ngoài ra, con giáp này cần phải học cách quan sát đa chiều tránh vội vàng kết luận điều gì khi chưa có sự quan sát sâu rộng. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, tâm trạng thay đổi thất thường, chủ yếu vì con nhấp này không có đủ niềm tin vào mối quan hệ tình cảm hiện tại. Người ngoài nói gì cũng vội vã nghe theo nên cuối cùng lại khiến bản thân buồn phiền. Tài chính vận trình tài lọc bắp bên dư cho chưa có kế hoạch quản lý tài chính khéo léo nên con giáp này dễ chịu áp lực về vấn đề tiền bạc cẩn trọng cần duy trì chế độ ăn uống khoa học lành mạnh tuổi ất sửu nên cảm ơn đời vì sớm mai thức dậy vẫn khỏe mạnh tuổi đinh sửu thị phi đeo bám nên giữ thận trọng trong lời ăn tiếng nói tuổi kỷ sửu đừng chấp nhặt dầm ba câu nói chuyện của bạn bè. Tuổi tân sửu nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tuổi quý sửu dứt bỏ nóng giận, việc trừ tính kiêu căng thì sẽ thành công. Con số may mắn số 13, số 7, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 3 tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra có chút vất vả còn giáp này được khuyên nên tránh xa những cuộc cãi vã bao đồng nếu không muốn chuốc vả vào người thay vì đôi co tranh luận thiệt hơn thì hãy tập trung vào những hành động thiết thực tình cảm vận trình tình cảm kém sắc đào hoa quả vườn lại tạo thành đều bất lợi gây cản trở tới những người đang muốn tìm kiếm tình yêu. Người độc thân dù được nhiều người theo đuổi nhưng không nhiều người trong số họ là chân thành. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống thất thư, bản mệnh nên tính tới các phương án kiếm tiền dự phòng để có khoản tích lũy vững vàng. Cẩn trọng, hoang mang, vô định vì không tìm được sự đam mê đích thực tội giáp dần sống một ngày là có diễm phúc của một ngày tuổi bính dần cần học thêm cách lắng nghe tuổi mậu dần đời sẽ dịu dàng biết mấy khi bạn biết nghĩ cho bản thân tuổi canh dần chuyện tình cảm trải qua nhiều nỗi buồn tuổi nhâm dần không cần phải gồng mình trước bạn bè con số may mắn số chín số 32, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão, công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tốt xấu đang xen Bạn mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng đôi khi vì bảo thủ nên thường cố chấp bỏ qua mọi lời góp ý của người khác. Nếu không còn thay đổi tính cách này thì sẽ gây ra cản trở cho con đường sự nghiệp. Tình cảm Vận trình tình cảm bền vững, quý nhân che chở giúp người độc thân mau chóng tìm được một nửa yêu thương. Bản mệnh chỉ cần dùng sự quan tâm chân thành là đã cảm hóa được trái tim của người ấy. Tài chính Vận trình tài lộc xa xúc Trong ngày có điểm báo hao tài, nên con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong mọi quyết định tiền bạc. Cẩn trọng, đề phong kẻ tiểu nhân quấy phá hãm hại, tội ất mão, đề phong có tiểu nhân đeo bám, tội tân mão, sức khỏe xa xúc trông thấy nên không được chủ quan. Con số may mắn số 19, số 20, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. Tội đình mạo, công việc áp lực không có lối ra. Tội kỷ mạo, nếu mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi một hôm. Tội quý mạo, nên xem xét lại cách chi tiêu của mình. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân Công việc Vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Còn giáp này có nhiều dự định ấp ủ từ lâu nhưng vì không đủ trí và lực nên đành phải đầu hàng. Ngoài ra các mối quan hệ xung quanh cũng không mấy tốt đẹp nên tốt hơn là giữ khoảng cách an toàn với họ. Tình cảm Vận trình tình cảm vượng vận, đào hoa nở rộ giúp những người độc thân có thêm sức hút đặc biệt với những người khác giới. Chỉ cần bản mệnh, thích thì sẽ bước vào cuộc hẹn hò lãng mạn, thấm nồng yêu thương tài chính, vận trình ta lộc kém sắc, thói quen phung tay quá tráng dùng tiền vào những việc xa xỉ đẩy con giáp này vào tình cảnh hào tài phá sản. Cẩn trọng, vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn. Tuổi giáp thân, bao dung với người bất đồng ý kiến mới vui vẻ. Tuổi bính thân, bạn sống lương thiện thì sẽ có phước phân. Tuổi mậu thân, mệt mỏi vì những căng thẳng trong đời sống hôn nhân. Tuổi canh thân, coi chừng bị mất tiền vì bất cẩn. Tuổi nhâm thân, không được xem thường các bệnh vật. Con số may mắn, số 2, số 18, màu sắc may mắn, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng cho chảy. Đặc biệt là người làm công việc liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo sẽ có cơ hội để phát triển năng lực của bản thân. Trước mọi quyết định được đưa ra, bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế mọi sai sót. Tình cảm Vận trình tình cảm khẳng định ngọt ngào, còn nháp này đang nhìn nhận tình yêu với thái độ nghiêm túc và luôn dốc hết sức mình để phung vén mọi mối quan hệ tình cảm hiện tại. Không cần cầu kỳ gì hơn, bản mệnh trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tài chính, vận trình tài lộc dư giả, nguồn thu nhập có được từ phía đem lại của con nhấp này thoải mái, sung túc. Cẩn trọng, không nên để các dự định cũ kỹ cản đường mình. Tuổi ất tỵ sống vui vẻ đừng nghĩ cho người khác quá nhiều tuổi đinh tỵ bí quyết để đỡ đau đầu là bớt lo đi tuổi kỷ tỵ có cơ hội nhưng chưa biết cách nắm bắt tuổi tân tỵ mệt mỏi nhưng không biết quan tâm hay tâm sự với ai tuổi quý tỵ chú ý đến những bệnh liên quan tới cổ họng con số may mắn số 6, số 11 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi thân 7. tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có điềm ngãn trở còn giáp này vốn là người có năng lực và bản lĩnh nhưng vì tính cách hiểu thắng mà tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân gây họa may mắn là bản mệnh luôn có chỗ dựa vững chắc là gia đình, nơi sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng hài hòa, sự nâng đỡ của mùi ngọ nhị hợp giúp cho người độc thân dễ dàng tìm thấy đối tượng hẹn hò lý tưởng. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian vui vẻ, thấm thiết bên nhau. Tài chính Vận trình tài lộc bất ổn, nguồn thu nhập không duy trì được ổn định, là vì sự bốc đồng, thiếu quyết đoán trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Cẩn trọng, cảm xúc mãnh liệt nhưng lại khó khống chế gây phiền tới những người xung quanh. Tuổi giáp ngọ nên dành thời gian quan tâm anh chị em. Tuổi bính ngọ càng cố chấp càng gặp nhiều khó khăn. Tuổi mậu ngọ tính sỏi lợi nên dễ bị lợi dụng. Tuổi canh ngọ cần hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời để dễ dàng tìm được ý trung nhân. Tuổi nhâm ngọ, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh để giải quyết. Con số may mắn, số 23, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ. Tuổi dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra dần về quỹ đạo. Tỷ kiên nâng đỡ giúp người tuổi mùi từng bước thoát khỏi giai đoạn khó khăn vất vả. Quý nhân xuất hiện kịp thời nên con giáp này cũng có thêm động lực để làm ổn định lại vận trình công danh của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm êm ấm ngọt ngào, đời sống hôn nhân hòa thuận, thuận hòa giúp cho cả hai có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Mâu thuẫn dần được tháo gỡ và giờ đây những người trong cuộc chỉ còn nhắc nhau tới tất cả những điều tốt đẹp mà thôi. Tài chính, vận trình tài lộc, hào hục nhắc nhở con giáp này nên có biện pháp để quản lý tốt túi tiền của mình, đề phòng những thất thoát không đáng có. Cẩn trọng, luôn là đối tượng tìm đến của những cuộc quấy phá của kẻ tiểu nhân. Tội ớt môi có nhiều rắc rối phát sinh bất ngờ gây ra tình trạng hoang mang. Tội đinh môi vất vả vì công việc trồng chất. Tội kỹ môi công việc trì trệ vì rắc rối khó lường. Tội tân môi tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tội quý môi Bí quyết để có sức khỏe là bớt lo nghĩ. Con số may mắn số 21, số 47, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối trôi chảy, còn giáp này có khá nhiều việc cần thể hoàn thành trong ngày hôm nay cho nên cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng. Đừng quên gửi tới lời cảm ơn với những người đồng nghiệp đã hỗ trợ mình trong quá trình chinh phục thành công. Tình cảm Vận trình tình cảm từ sáng Các cặp đôi đã quen nhau một khoảng thời gian dài có thể tính dần tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân chỉ cần một chút lơ là cũng có thể bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp. Tài chính vận trên ta lọc rộng mở, may mắn ghé thăm, bản mệnh có thêm quyết đoán trong những vấn đề tài chính quan trọng. Cẩn trọng, vội vàng, nóng nảy nên đánh mất nhiều cơ hội quý giá. Tuổi giáp thân, đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa bạn bè. Tuổi bính thân, chính bạn phải phấn đấu, không có ai nâng đỡ cả. Tuổi mậu thân, sức khỏe cần được quan tâm hơn. Tuổi canh thân, đừng mua đồ vô tội vạ rồi lại về, không dùng tới. Tuổi nhâm thân, tiêu pha cũng phải có điểm dừng. Con số may mắn, số 2, số 4, màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu, công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Con giáp này được khuyên nên thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói. Tránh tỏ ra kiêu ngạo nếu không sẽ không có được thiện cảm từ những người xung quanh. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tỉnh chuyện làm ăn, mở rộng quy mô, kinh doanh. Tình cảm Vận trình tình cảm vui nhiều hơn vui. Người độc thân chán nản, chạnh lòng, Đi mãi mà chưa tìm được người trong mộng. Một số người thì quá đào hoa nên luôn bị các mối quan hệ với người khác giới làm phiền. Tài chính vận trình tài lộc xa xúc, để hạn chế các khoản hao hụt không đáng, bản mệnh nên có sự cân nhắc và chủ động trong việc quản lý tiền bạc. Cẩn trọng đề phòng các bệnh liên quan tới đường hô hấp, tránh đi tới những nơi ô nhiễm. Tuổi ất dậu bỏ lỡ nhiều cơ hội tiến thân quý giá. Tuổi Đinh Dậu, việc mình thì mình làm, đừng lo chuyện bao đồng. Tuổi Kỷ Dậu, chưa có kế hoạch chăm sóc tốt cho sức khỏe. Tuổi Tân Dậu, tính tình vui vẻ của bạn khiến ai cũng thích đến gần. Tuổi Quý Dậu, cần khiêm tổn hơn tránh để người khác dị nghị bạn nhé. Con số may mắn số hai, số 6 màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất. Công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều trở ngại. Hòa tiểu nhân đeo bám có thể gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của người tuổi này. Bản mệnh trước tiên cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, rồi mới quay lại với các dự định đang ấp ủ. Tình cảm Vận trình tình cảm hòa thuận Dù cho công việc có bận rộn thế nào thì bản mệnh cũng không quên dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia. Đơn giản vì trong con tim của con nháp này, gia đình luôn đóng vai trò rất quan trọng, không thể xem nhẹ. Tài chính Vận trình tài lộc đi xuống, việc chi tiêu không nên quá thoải mái. Đợi tài chính ổn rồi hẳn nghĩ tới việc nuông chiều cho sở thích của mình. Cẩn trọng. Làm lộn vất vả cũng đừng nên. Chăm sóc. Sức khỏe một cách tốt nhất. Sức khỏe mới. Kiểm tra được tiền bạc bạn nhé. Tuổi giáp tuất tính bảo thủ luôn cản trở công việc của bạn. Tuổi bính tuất thiếu kế hoạch sinh hoạt và ngủ khoa học. Tuổi mậu tuất coi trần mất tiền, rơi tiền khi đi ra ngoài. Tuổi canh tuất tình cảm gia đình buồn phiền căng thẳng truyền miên. Tuổi nhâm tuất xấu không phải tại gương mặt mà là tại cách sống. Con số may mắn số 21, số 53, màu sắc may mắn, màu nâu, màu cà phê. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng, tài chính vững vàng làm người kinh doanh có thể tự tin hơn trong một số quyết định đầu tư quan trọng. Người làm công ăn lương cần phải nỗ lực thêm nhiều mới nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên của mình. Tình cảm vận trình tình cảm thăng trầm khó đóng, Những người đã lập gia đình nên xem lại trách nhiệm của bản thân trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Các cặp đôi yêu nhau tránh đòi hỏi quá nhiều ở đối phương, trong khi bản thân không có bất cứ nỗ lực nào. Tài chính, vận trình tài lộc vững sắc. May mắn chiếu mệnh nên nếu tham gia các trò mai rủi thì dễ dàng hơn để thu về tài khoản tiền đáng kể. Cẩn trọng, nên đi khám sức khỏe ngay nếu phát hiện vấn đề bất ổn trong cơ thể. Tội ất hại kính không phải là đối với trên mà là sự với dưới. Tội đinh hại bạn là người làm việc có tinh thần trách nhiệm. Tội kỷ hại sống quá ngay thẳng nên hay bị gành ghét tội tân hợi quan hệ xã giao rất giỏi giang tội quý hài chỉ cần mở lòng mình mới cải thiện được tình duyên con số may mắn số 3 số 66 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi mão